còn bây giờ thì sao? Bữa giờ bán ế. Kinh tế là anh chị em nói kinh tế. Thế rồi. À, tự gì cơ trời đi vậy mà. Đến ngày khi nào mà mấy đại ca hiểu được cơ trời như thế nào, hiểu được những lời của tiền nhân cạn trình nói như thế nào, thì lúc đó cái nước mình tự nhiên nó khả quan hơn, khởi sắc. Còn mấy ổng mà cứ giả bộ điếc thì đuôi mà câm luôn, không thèm nói, không thèm nghe, cũng không thèm để ý, mà mấy ổng cứ làm theo mấy ổng hoài thì dân cứ khổ hoài. Dân khổ tức là dòng họ mấy ổng khổ trước á, nó đi chung hết mà, phải xuôi một chèo. Cái đó là đức thầy nói hoài, nước chưa xuôi chèo nên dân sẽ tiếp tục khổ. Việt Nam sắp sửa có một trận khổ lớn, khổ lớn nữa là tôi với ông liệu á. Sau khi Bác Trọng đi rồi, một người trẻ lên, mình biết lại luôn á, rồi người đó sẽ làm cho dân càng khổ nữa, tức là khổ cộng khổ. Bây giờ mới có sơ khổ thôi, khởi đầu của cái khổ thôi mà thấy như vậy rồi. Khổ đến khi nào á mà gọi là giống như thời 542 á, đói á, mà đói như kiểu mà bắt vậy đó. Mấy đại điền chủ ngồi mặc áo ngồi đói bụng quá rồi chết luôn. Dân còn cái xứ Hương bây giờ chết lai rai đâu gì đâu, ngày chết mấy nghìn người âm thầm lặng lẽ. Việt Nam thiếu tiền, thiếu tiền trả cho nhà thương, vô bệnh viện là về nhà chết âm thầm, thì chôn âm thầm chứ giờ làm gì giờ, báo đâu có lên. Rồi thiếu dinh dưỡng cũng chết. Con người của chúng ta mỗi ngày phải có vitamin A, D, B, C, D, rồi chất sắt rồi này nọ, nghèo quá rồi làm gì có vitamin. Người tiểu đường á, mà thấy cái chocolate, thấy cục kẹo, cục đường ngọt cũng phải ăn vô nữa, đường cộng đường thì cũng mau chết. Người học sinh mà thấy gạo của Trung Cộng á, mà gạo làm mà chất quá học á, nấu có một chút thôi mà nở cả nồi ăn vô đi con. Khi mà con học giỏi chừng nào con thành tài rồi, chừng 40 tuổi rồi con cũng ẹt rồi cũng chết, đủ chịu chết. Một cái xã hội như vậy chỉ có thời nay thôi. Rồi vì những người đó không có đủ phước á, không có đủ phước nghe tiếng nói từ thiên đình. Tiếng nói từ thiên đình không lẽ cha thượng đế phải la văn bản trên không gian mới chịu nghe. Phải đưa cho thằng con này xuống mà nói tiếng Việt nữa. Vậy mà con không hiểu. Tại vì con người bây giờ như robot rồi, giống như đồ đồng, đồ đá, gần thành như vậy rồi. Khó hiểu lắm. Họ không có chịu hiểu. Họ đợi khi ngày mai họ chết, họ mới chịu chết. Còn họ hiểu, họ nhất định không hiểu. Hiện giờ nước Việt là vậy. Khi nào mà nước Việt bắt đầu chịu hiểu rồi đó, thì lúc đó ông trời cha đó bắt đầu mới thấy ngoan rồi đó. Chứ còn ở đó mà chờ ai, ăn thua mình thôi. Cái đó là do cái ngã của mỗi chúng ta, ngã mạng cứng đầu lì lợm. Một bên á thì ma quỷ nó cho con cháu nó vô mặc áo vàng cạo tóc kéo về một bên, giống như 100 triệu người Việt Nam chăm họ, giống như đám gà vậy, gà đen, gà đỏ, gà tây, gà tàu, gà ác, nhoi nè. Cái ma quỷ thì nó lùa gà bên đây, nó dụ dài dãi gì á, âm thanh dịu ngọt không, màu sắc âm thanh nó chạy ra nó. Còn bên đây mặc áo đời nói, hey, thiên đàng bên này, thế đâu có đâu, ông kia mặc áo vàng, ông nói thiên đàng bên kia là đúng, còn anh không có mặc áo vàng, anh nói thiên đàng bên này là sai. Cái chạy thật sự là vô cái máy sấy làm trà bông hết, máy sấy thịt hết, nhưng mà họ cũng vẫn chạy thế. Hiện bây giờ là vậy. Nhưng mà trong đó là Mai Phước cũng có một số người còn nghe được, cái là 100 triệu người cũng được vài triệu nghe rồi theo họ thiên, rồi cũng có vài chục triệu á cũng theo họ thiên, nhưng mà theo cái dạng giống như là nửa tin nửa ngờ. Rồi Phật tử cũng vậy, bên Công giáo cũng vậy. Còn khi nào mà nước xuôi một chèo có nghĩa là quốc ngoại, ở hải ngoại này 6 triệu người, quốc nội cùng xuôi một chèo, thì lúc đó
sư phụ của Kiệt á, tức là Phật Di Lạc á, tức là Đức Thầy á, Đức Bình Phú Sổ á, ổng cho xuất hiện á, ổng không có chết. Mà chính phủ Việt Nam không bao giờ nói mấy chuyện này, nó ngộ vậy đó. Cái chuyện đại cực kỳ quan trọng mà ổng là tụi nó không có nói. Cả cái núi Cấm á, bữa hôm mình nói ta đã nói là 3 tiếng sấm nổ, ta xuất hiện mà nổ 2 tiếng rồi, nguyên mấy cái núi sập vậy mà không có cái đài nào dám lên á, ngộ. Còn ngoài kia cái vài cục đất lở hay là con heo bị cán ngoài đường ấy, nó lên báo chí gần thì nhìn thấy hiểu xã hội như vậy. Còn việc này cái gì cũng là thiệt hết. Cái người ngồi đây cũng là con của Thượng Đế cũng thiệt, tại xưa trên không có cho, bây giờ cho thì mình nói. Cũng là 12 người con trai của Thượng Đế là thật, xuống trần thời nay để mà giúp nước Việt cũng là thật. 7 dòng hồ an đều thật hết ở đây, mấy ông thầy lớn đều nhìn thấy mà. Rồi đi đâu cũng có cả mấy chục ông rồng hộ mệnh là có thiệt, ở đây mấy đệ tử thấy mấy ông thầy ông rồng hoài. Rồi bao nhiêu chuyện cái tai này để lên á, ung thư cũng hết, bệnh gì cũng hết. À vậy mà họ cứ dẫn chơi chơi à, tính là xác phạm rồi. Hồn của chúng ta đều là coi trời. Lên trên đó Kiệt nhỏ xíu tuổi à, khoảng 12-13 tuổi, một thái tử của trời mà con của cha mà. Có mấy ông anh thì lớn tuổi hơn, nhìn thấy hình Phật mẫu á, khoảng 30 mấy tuổi đúng không, 30 tuổi, mẹ đó, hình mẹ đó. Thì thằng con này thì chừng 10 mấy tuổi thôi, mà 10 mấy tuổi trời là bằng mấy trăm nghìn tuổi thế gian rồi. Tại vì ở trển một khắc á là bằng 100 năm ở đây. Một cái xích na đó, tức là trên trời không có thời gian, một cái niệm thôi thì là xuống đây là một kiếp người. Thì trái đất mình cảm thấy lâu chứ thật sự trên kia không có lâu. Ngô Tấn Kiệt, Thiên Tấn Kiệt, bây giờ chỉ có cái đạo Thiên Tâm á, là một cái đạo thời mới, có nghĩa là phải thực hành thật, phải đời cho làm cho có gia đúng đời, phải không? Đáng cái đời. Con đạo đó, đúng đạo sửa trong tâm, chứ không phải sửa bằng cái áo chàng hay là sửa cà gu cà gật bị mấy ông thầy dụ, đó không có đúng. Mà cái tâm đâu có sửa. Nên xuống đây nhiều cái đắng cay chua chát cuộc đời. Nhân loại thời nay đang trong cái thời sàng lọc 10-7-3. Hồi 5 năm trước mình nói rồi, chiến tranh nó khởi xướng từ Trung Đông lan qua tới Trung Quốc á, Tàu. Bây giờ thấy gần giống chưa? Giờ mấy bữa nay máy bay nó lên quá trời. Bữa nay mình nói là hàng Do Thái nhất định phải đánh lại răng. Tự vì không đánh là không được. Cơ trời mà, đi thì phải đi cho đúng. Rồi sau đó Trung Cộng 95-7, nước Việt mình sẽ có một nước Việt mới, sẽ có một cái thể chế mới, tự do mới. Và thể chế nào thì kinh sáng của Đức Thầy có nói, thể chế nào cũng không có áp dụng được cho một cái nước mà bị chia cắt nhiều quá. Cộng sản quốc gia, quốc nội, hải ngoại, rồi mấy đứa nhỏ này nè, sống bên Việt Nam bị nhồi sọ quá. Nó nhìn cái cờ đỏ sao vàng của Phúc Kiến á, ghét thì cũng tưởng là cờ Việt Nam, là cũng không đúng. Rồi nó ghét đó là cờ vàng ba sợi đỏ, bây giờ kêu đem cái cờ vàng ba sợi đỏ thì cũng không đúng. Cho nên cả hai lá cờ sẽ không có áp dụng được. Thì mà sau này sẽ có lá cờ mới, nhưng mà cái lá cờ vàng ba sợi đỏ là trước 75. Mà muốn mà lấy chocolate với coca mà đem vô Việt Nam liền ngay lúc này á thì phải tạm thời, phải không? Trước khi mình thống nhất, trước khi mình hội vô lão lại, mình thống nhất thì nó sẽ tạm thời. Thế là chuyện nói sao nó sẽ diễn ảnh y như vậy đó. Rồi cái tuổi trẻ 18-45 là cộng trụ của quốc gia đó, sẽ chọn một cái gì mình thích. Để tương lai của tụi nó mà, cỡ như mình đâu còn bao nhiêu, chỉ là đứng sau lưng thôi. Rồi lúc đó chẳng lẽ mấy cái người mà trước 75 về mà trả thù bắt người ta học tập cái tạo nữa, cũng không đúng.
tại vì người ta đẻ con ra rễ má râu ri ông nội tôi làm sai, ba tôi làm sai, tôi đâu có làm sai, tôi đâu có tội gì, tôi cũng là con người đúng không? Cho nên trên mới cho con của cha xuống trần, vừa từ bi, một tay cầm mỏ, một tay cầm kiếm, thằng nào vô nghị thì mình tính theo kiếm, còn người nào hiền thì mình đổ bằng cái mỏ, bong A Di Đà Phật. Thì chỉ có cái thời đại này mới có chuyện lạ này. Chứ giờ cha cho Thiên Tấn Kiệt này mặc áo cạo tóc giống như anh này mặc áo vàng thì nó cứ như cái triệu mắt mèo vàng rồi, độ được ai? Rồi làm sao mà điều hành quốc gia? Phải cho một người như vậy nè, có bi chí dũng, vừa từ bi mà vừa bắt đầu làm lợi mẫu nước Việt mới hùng cường giàu mạnh, đem với mặt rồi vô không? Mấy ông bạn mình ở lớp mất bạn mình mới mấy in theo rồi đây là bạn mình hết mất kiểu như vậy đó. Nhưng mà có một cái là người Việt Nam cái trình độ thấp quá. Mấy đứa nhỏ này nó hỏi đây là còn quả mai nó hiểu, còn những đứa nhỏ bên Việt Nam nó ăn chơi không à? Tại sao cái xã hội bây giờ hỏi mà đá banh á là hoa qua đường, có những đứa con gái mà giống như nó vui quá nó quên cái thể diện á, không mặc gì luôn, lên không đa chạy được là về cái chế độ tạo ra những cái nguồn vui thác loạn như vậy để cho đánh lừa đi. Đây là tự do, nhưng mà tự do trong sự độc ác, sự kiềm chế, chứ không phải tự do trong sự giàu có hạnh phúc. Nó hai cái tự do thác loạn mất đạo đức. Sau này từ từ những đứa nhỏ nó nghe mấy cái này nó sẽ hiểu. Mà nước Việt tự do trong sự độc ác kiềm chế, mày cứ tự do trong cái sự mất đạo đức đi, mà cái đạo đức đâu có đưa dân tộc lên giàu có hùng mạnh được. Tự do như kiểu này nè, vừa đạo đức mà vừa lấy con chip để mà như Đài Loan vậy á, thì MC vậy đó, nó chỉ còn 100.000 người thôi, nó bằng nước mình 30-40 triệu người làm ruộng rồi làm đủ nghề hết, rồi trồng trái cây. Bữa nào chú Thòn ít thích ăn sầu riêng thì ăn, không thích dẹp bên cái chục chiếc xe dục rác, thích ăn dưa hấu thì ăn, không ăn đổ rác. Có phải là đi làm giống như nô lệ không? Phải lệ thuộc người ta. Ôi da, thật là tội nghiệp. Nói hoài nó không hết cái vụ này. Rồi trong những ngày kế tiếp này nghe, Việt Nam nó chết đói. Bây giờ chưa đói. Đói không có hẳn là phải như đói kiểu 542 phải không? Lúc đó Nhật Bản nó dùng hà khắc cai trị, nó đốt lúa gạo của mình thì để cho mình đói, để mình không có sức để mình chống lại nó. Còn đói kiểu này á là gì? Mình nó y như trong nhà mình không có cái hũ gạo, mà ở ngoài đường á, chợ búa, khi cái chiến tranh nổ ra chợ búa không ai mở cửa hết, nhà nào cũng thủ hết, cứ đi gõ cửa nhà cái bên mượn gạo, có ai dám cho không? Anh em ruột bà con chưa chắc cho nữa, tao cho mày ngày mai tao chết làm sao? Tao đâu biết chuyện gì kế tiếp đúng không? Nó sẽ có, chỉ còn 3 ngày thôi, cái bao tử mà không có hộp gì vô thôi là cái đầu nó điên rồi. Đó mà mình nói họ vẫn chưa để ý. Rồi bây giờ Trung Cộng nó sửa tính chuyện rùi bu của nó đó, là đánh Đài Loan á, thì bây giờ nó qua nước mình á, nó mua hết những cái kho gạo lớn, kho gạo nhỏ. Hỏi đây có không? Ông nội mình bán lén, bán là lấy túi tiền riêng, tại mấy ông thủ, mấy ông chuyển qua Mỹ 600 tỷ rồi, chuyển thêm vài tỷ nữa đâu sao, càng nhiều càng tốt. Còn dân ô kệ mày, mày không phải dòng họ với tao, mày ăn chăm họ, mày họ Trần, họ Lê, tao họ Nguyễn mà, tao không có khe, tao không có dòng ngó tao, tao họ Nguyễn là tao Nguyễn nào nữa kìa, Nguyễn Ánh hay là Nguyễn Huệ cũng đấu nhau nữa. Nên quốc gia của mình hiện giờ là mạnh ai nấy thủ, mà chẳng ai có quyền hành gì hết. Bắt Trọng hay là bắt ấy, mấy đâu bắt là dám tự xưng tôi là có quyền lực nhất đâu. Ở bển bây giờ không ai quyền lực hết, không ai dám ra xưng hết. Là một quốc gia nó rất là hỗn loạn giống như thập nhị sứ quân thời xưa. Quốc gia của người ta, tổng thống Mỹ tuy là ông Biden yếu ớt nhưng mà ông vẫn là quyền lực số 1.
ổng nói là ai cũng nghe. Việt Nam bây giờ là phe thôi, phe nào mạnh, phe nào yếu, chẳng có ai dám xưng mình có quyền lực hết. Bác Trọng sắp đi nè, người ông trẻ này lên nè, ổng làm cho đất nước tan nát luôn nữa. Cơ trời đi vậy đó, mình cũng phải xin tiếp. Xưa mình xin ổng nợ mình 3 nhang rồi, xin nữa. Tưởng mấy ông lãnh đạo là thiếu nợ kiệt này nhiều lắm. Thiếu có 3 cây nhen mà nhờ 3 cây nhen á mấy ông mới có cùe cò quạt xe sống. Tại vì phải như vậy, hiện bây giờ ai mà qua Mỹ được giống như chị đợi anh nữa, cứ ở đây càng lâu càng tốt, đứng về bển. Tại vì bển nội mình buồn mình bực không á, mình tự mình phát điên lên mình cũng chết á. Qua đây thoải mái hơn, dầu sao đi vòng vòng chơi quá. Không sáng dậy con lại, sáng dậy con lại hướng về Đông Bắc lại cha lại mẹ, sáng đầu sáng sớm như vậy. Ừ, cứ lại tốt. Bây giờ chỉ có lại ngồi thiền thôi. Tại vì cơ trời mà.